Hello anh em, lại là mình đây. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi vào cái trò chơi sóc đĩa để kiếm cơm gạo nhé. Và thật ra thì để có lợi nhuận ở trong cái trò chơi này thì không hề khó như anh em nghĩ. Và chủ yếu đấy là cái lòng tham của con người. Khi mà đã đạt được một rồi thì lại muốn được 10 tiếp nữa, không muốn dừng. Nên là rất là nhiều người khó có thể thành công được ở cái trò chơi này. Nên là trước khi muốn thành công ấy thì bản thân anh em đã phải tự tạo ra cho mình một cái kỷ luật cho bản thân mình. Đó là phải biết cách chốt lãi và cách cắt lỗ đúng thời điểm thì anh em mới có thể thành công ở trong cái trò chơi sóc đĩa này được nhé. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cùng đi vào kiếm cơm gạo luôn nhé. Ở ván này mình nghĩ chắc là không kịp rồi, mình sẽ xem là nó ra gì nhá. Bây giờ hiện tại là đang 4 ván về đỏ này. Ok, ván này đã gãy rồi này. Ván này gãy và bảng cầu thì lại đang nghiêng về bên lẻ này. Lẻ ra 23 ván rồi đây này. 23 ván rồi, ok. Ở cái ván đầu tiên này thì sẽ vào nhẹ ở đây 3M. 3M ở đây để mình sẽ bắt theo cầu 22 nhé. Vì bảng cầu hiện tại là đang nghiêng bên lẻ nên mình sẽ vào lẻ ván đầu tiên này nhé. Ok, ván đầu tiên thì đã tạch rồi. Nó về sấp đôi này. Ok, không sao. Mới ván đầu tiên thôi, chưa thể nói lên điều gì phải không anh em. Tiếp tục là 3-1 ở đây này. 1 này. 1, 2 là 3, 3 lẻ. 3 lẻ lẻ vào chẵn nhé. Ván này vào 5M đi. Ok, húp luôn này, gỡ được cả ván trước nhá. Có lãi luôn này. Tứ trắng à? Tứ trắng thì rất là hay về sấp đôi này anh em này. Được cái ván này thì mình sẽ vào nhẹ ở đây. 3M nhá. Tại vì thường về tứ thì ván sau rất hay ra sấp đôi. Cái đấy là cái kinh nghiệm của người chơi thôi. Còn đương nhiên là nó đều mang cái tính tương đối thôi. Ok, không sao, ván này đã về lẻ 3 trắng này. Thì như mình đã nói, tất cả đều chỉ mang tính tương đối thôi. Không có cái gì là chuẩn xác 100% ở trong cái trò chơi này cả. Ok, 1, 2, 1 này. 1 này. 2 này, 3 này, 4 này, 5, 5, 3 là 8. 8 chẵn vào lẻ này. 8 thì sẽ lắp 3 đỏ nhá. Trên 5. Ok, vẫn húp này, nhưng mà rất tiếc ván này nó về 3 trắng này. Lại không về 3 đỏ chứ. Bây giờ lại là cầu 22 ở đây. 22 so le này. So le ở đây. So le ở đây thì chắc ván này vẫn tiếp tục so le. Nên mình sẽ vào màu đỏ nhá. Vào bên chẵn 5M. Ok, chuẩn luôn này, về tứ chứ. Ở cái đường cầu này thì mình chưa thấy có một cái dấu hiệu gì ra tứ mà nó lại ra tứ cái ván này nên mình lại không lót tứ ở cái ván này. Tiếc thật, hai ván tứ không lót. 121 này, vẫn tiếp tục 121 à? 1. Ok, tứ thì hay về sấp đôi này. Vẫn vào 5M nhá anh em nhá. Ui rồi lại tứ tử tiếp, trời ơi. Cái này thì đỡ làm sao kịp. Không đỡ nổi, hai ván ra tứ liên tục. Từ đầu ván trời đến giờ là 4 ván tứ rồi. Đã ra hai ván tứ như thế này rồi à? Hai ván tứ này rồi, khả năng ván này về bên lẻ ấy. Vào 6M đi, 3 trắng. Nặn phát này xem nào. Ui dồi ôi, ok, húp nha anh em. Mà tiếc quá, nó lại về 3 đỏ chứ. Không về 3 trắng. Vẫn là cái đường cầu giống nhau ở đây. Giống nhau ở đây, trắng về đỏ này. Ok, ván này sẽ bắt theo cái lịch sử trước đó nhá. Vào 5M. Đi theo đúng cái lịch sử trước đó luôn. Để xem ván này có húp không nhá. Ok, chuẩn luôn này. Đi theo cái lịch sử trước luôn này mọi người này. Đúng theo cái lịch sử trước đó luôn. Thế nên là nếu mà anh em hay theo dõi cái video của mình ấy, thì mình luôn luôn khuyên anh em là nếu kể cả bất kể có vào vốn như nào thì cũng nên nhìn lại cái lịch sử của bảng cầu đúng không? Tại vì rất là nhiều lúc là nó đi theo cái lịch sử cũ rất là nhiều. Tiếp tục ở đây là 3 trắng và 1 đỏ này. 3 trắng và 1 đỏ, ván này tiếp tục vào đỏ nhé. 4M.
Ok, vẫn hút này. Đúng đi theo cái lịch sử trước của nó luôn này. Và hiện tại thì bây giờ số lãi đã lên được đến là 57.44M rồi phải không ạ? Và đến đây thì mình sẽ có thể chốt lãi thành công ở đây rồi. Và chưa đến 6 phút đúng không mọi người? Chưa đến 6 phút mà chốt lãi hơn 20M ở đây rồi. Làm gì ra trong vòng 6 phút mà kiếm được hơn 20M bây giờ, đúng không ạ? Nên là anh em nào mà chưa có cái phương pháp hay là chưa tự tin để bắt cầu thì có thể inbox cho mình nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách bắt đầu, bắt cầu cũng như là cái cách vào vốn làm sao cho hiệu quả ở trong cái trò chơi này nhé. Anh em xem video thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt like cộng một lượt đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở cái video tiếp theo của mình nhé.